Nay em đi rừng đào sâm cau nhé các bác nhé. Đây, cây sâm cau đây. Bây giờ rất là hiếm rồi, bây giờ những gốc như này là to lắm rồi. Đây. Giờ kiếm gốc to hơn nữa như thời xưa giờ chả có nữa. Bác cứ đòi sâm cau to đùng như ngón chân cái, bây giờ cứ hiếm. Thời xưa mới có, bây giờ chả có. Giờ em đào cho các bác xem nhé. Nào cần lấy dược liệu các loại cứ liên hệ em. Củ nữa này. Còn to này Trung Quốc lấy đi hết rồi. Có mấy củ thôi các bạn ạ. Này này rất là nhẹ. Sâm cau đỏ nhé. Này, đỏ au luôn. Bác nào cần cứ liên hệ em nhé. Đào cho các bác nhé.